Xin chào cả nhà. Thì hôm nay em cũng sẽ làm một cái video, mình cũng giao lưu cũng như chia sẻ với tất cả những anh chị mình về cái vấn đề là mình chăn nuôi gà đẻ trứng để kiếm thêm cái thu nhập. Thì như tất cả những anh chị mình cũng biết rồi đấy, mình là một người chăn nuôi kiểu nhỏ lẻ hộ gia đình, kiếm thêm cái thu nhập từ nuôi gà lấy trứng. Thì trong quá trình mình chăn nuôi như vậy, mình cũng có đăng video, mình cũng chia sẻ, cũng giao lưu. Thì có rất là nhiều anh chị cũng rất là quan tâm và cũng có những câu hỏi là gửi về cho mình và nhờ mình chia sẻ là khi mình chăn nuôi như vậy thì mình nên chọn cái giống gà nào cho nó phù hợp nhất. Thì mình nghĩ đây là một cái câu hỏi rất là hay, cũng như rất là nhiều anh chị muốn chăn nuôi gà đẻ lấy trứng với cái hình thức không phải làm kinh tế mà mình chăn nuôi kiểu số lượng ít, vừa làm cái phục vụ cứ bữa ăn cho mình cũng như vừa kiếm thêm cái thu nhập từ cái hình thức tận dụng cái vườn cũng như cái nguồn thức ăn thừa, thức ăn có sẵn trong gia đình. Thì mình nên chọn cái con giống nào cho nó phù hợp nhất. Thì bây giờ với cái kinh nghiệm đã chăn nuôi và đang nuôi như mình thì mình sẽ đi chia sẻ cụ thể nhất cho tất cả những anh chị mình là những cái giống gà nào cho nó phù hợp, nó đảm bảo được cái tiêu chí là vừa phát triển kinh tế, vừa có chất lượng, cũng như mình chỉ nuôi với số lượng ít thôi. Ở cụ thể ở đây là chỉ có vài chục con thôi. Thì như cả nhà cũng biết, cái con gà này, nó là một cái loại động vật thuộc họ nhà chim, nó có một cái tập tính tự nhiên rất là mạnh. Cũng vì cái tập tính tự nhiên mạnh đấy cả nhà, nên gần như ấy là tất cả loại gà nào nó cũng đẻ, tới thời điểm là nó đẻ đủ ngày đủ tháng thì nó đẻ. Nhưng bên cạnh những cái con gà đẻ nhiều thì cũng có những con gà đẻ ít, có những con gà đẻ theo kiểu quả trứng nó thơm ngon, nhưng bên cạnh đấy cũng có những cái con gà nó đẻ quả trứng ra ăn nó không có được chất lượng. Nói chung là một cái thị trường gà nó rất là phong phú. Vậy bây giờ mình phải chọn, để chọn làm sao nó phù hợp. Ở đây là phù hợp với điều kiện của mình. Mình có chia sẻ rồi, mình là nuôi ít thôi nên phù hợp với điều kiện của mình. Thì trong quá trình mình chăn nuôi đấy, mình thấy như thế này. Hiện nay thì có 3 giống gà. Chính xác là 3 loại gà cả nhà. Là nuôi đẻ trứng đầu tiên ấy là cái giống gà siêu đẻ. Thứ hai đó là giống gà đa dụng, và thứ ba là những giống gà to lai. Thì những cái giống gà siêu đẻ thì cả nhà cũng biết rồi, đây là những giống gà có xuất xứ từ nước ngoài nhập về, hoặc là những giống gà được người ta lai tạo nhằm với mục đích là đẻ trứng, đẻ liên tục cho ăn thì nó sẽ đẻ. Cái giống gà thứ hai đây là những giống gà đa dụng, những giống gà này nó vừa lấy thịt được, vừa lấy trứng vẫn tốt, nó được hai mạch như vậy. Và giống gà cuối cùng đó chính là những giống gà to lai, những giống gà mà có xuất xứ từ Việt Nam mình đấy. Ví dụ như con gà mía này, con gà ri, con gà hồ. Ưu điểm là đẻ trứng rất là thơm ngon, giàu giá trị dinh dưỡng, nhưng cái lượng trứng đẻ rất là thấp. Vậy trong ba cái nhóm giống gà chính này, mình nên chọn cái giống nào để cho nó phù hợp? Thì bây giờ mình sẽ đi cụ thể nhất. Thì em cũng chia sẻ với tất cả anh chị luôn ấy, với ba đặc điểm của ba cái giống này, thì nếu các anh chị muốn nuôi để kiếm thêm cái thu nhập với số lượng ít, vừa đảm bảo về kinh tế, vừa có nguồn thực phẩm chất lượng, thì mình nên chọn cái giống gà đa dụng. Và hiện nay em cũng đang nuôi cái giống gà đấy. Thì cái giống gà đa dụng nó như thế nào? Thì em cũng chia sẻ với tất cả anh chị ấy, cái giống gà đa dụng hiện nay mà tốt nhất thị trường chỉ có hai loại thôi, và gần như đúng chỉ có hai loại như thế. Đó chính là cái con gà lưng phượng và cái con gà tôm hùm cả nhà. Bản thân mình đang nuôi cái con gà tôm hùm thì nó cho cái lượng trứng là bình quân từ 150 quả đến 170 quả trên một năm. Lượng trứng rất chất lượng, cũng như là nó rất là thích hợp với cái khí hậu của Việt Nam mình. Mặc dù nó có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng mà nó đã được du nhập vào Việt Nam mình có hàng trăm năm nay, nên gần như nó có những cái tập tính như cái con gà to mình, có nghĩa là nó có sức đề kháng cao này, có tỷ lệ sống sót rất là cao trên 95%, cũng như là nó có thể ra vườn đào sới được thức ăn, ăn mọi cái thức ăn trong gia đình nhưng vẫn cho ra cái sản lượng trứng tối ưu nhất.
Nó hơn những cái con gà siêu đẻ là như vậy. Những cái con gà siêu đẻ đấy, đẻ rất là nhiều, gần như một năm 365 ngày, ngày nào nó cũng đẻ. Nhưng mà bù lại, cái lượng trứng nó đẻ không có chất lượng, cũng như là các anh chị phải cho nó ăn đúng đúng giá trị dinh dưỡng nó mới đẻ. Chứ còn những con gà đa dục này, nó không cần cho ăn đúng, chỉ cần cho nó ăn no là nó đẻ. Thậm chí là mình thả vườn thôi thì nó cũng đẻ. Và cái kiểu là như vậy, bởi vì nó có tập tính tự nhiên rất là mạnh, nó giống với con gà to. Và bây giờ mình đi qua con gà to một tí, tại sao nó những cái con gà to này nó cũng giống với con gà đa dục mà tại sao mình lại không chọn? Thì em cũng chia sẻ với tất cả anh chị cái con gà to mà đấy, xuất xứ từ Việt Nam mình đấy, gà mía, gà ri đó, nó đẻ lượng trứng quá thấp, nó không có đạt. Bình quân mỗi con trên một năm nó chỉ đạt tầm 70 đến 80 quả trên một năm thôi cả nhà, không thể hơn được, bởi vì đấy là cái bộ gen rồi, gen di truyền như thế, cái cấu tạo nó như vậy, mình không thể ép hơn được. Nên thành ra chỉ cái con gà đa dục thôi. Con gà đa dục nó vừa kế thừa một phần cái đẻ trứng nhiều của con gà siêu đẻ, kết hợp với lại cái giá trị dinh dưỡng cũng như là cái tập tính tự nhiên của cái con gà to mình, nó dung hòa lại nên nó rất là phù hợp. Thì em có chia sẻ là như vậy, đây là cái giống gà đa dục. Mình cứ đa dục là bởi vì như thế này, các chị hiểu là đa dục có nghĩa là nó được nhiều, nhiều công dụng, lấy trứng vẫn tốt, lấy thịt vẫn được. Thích nuôi kiểu gì mình nuôi, như con gà tôm hùm em đang nuôi, em chỉ nuôi 30 con thôi cả nhà, nhưng mà bình quân một ngày em thu 15 quả. Con sáu con số rất là chấp là có thể chấp nhận được, cũng như giá mình bán rất là cao, chất lượng trứng rất là thơm ngon. Nếu một con gà to với một con gà tôm hùm ấy để ra một quả trứng cùng một môi trường chăm sóc như nhau thì gần như giá trị dinh dưỡng nó cũng như nhau cả nhà. Đây là cái ưu điểm là như thế. Vì thế nếu anh chị mình đã xác định chăn nuôi gà đẻ trứng, mà thật sự là đẻ trứng không phải nuôi lấy con nha, chỉ nuôi đẻ để lấy trứng thôi, bán để kiếm thêm cái thu nhập cũng như phục vụ cái bữa ăn của mình, thì nên chọn hai cái giống gà đấy, Lương Phượng hoặc giống gà tôm hùm xuất xứ từ Trung Quốc. Nó thì xuất xứ từ Trung Quốc vậy thôi, chứ bây giờ bà con mình người ta cũng lai tạo rất là nhiều rồi. Nó xuất xứ cả trăm năm nay, nó tồn tại ở Việt Nam mình cả trăm năm nay rồi cả nhà. Ưu điểm thì mình có chia sẻ, sức đề kháng cao, lượng trứng phù hợp, sống được mọi môi trường, nhốt trùng cũng được, chăn thả cũng được, có tập tính đào xới thức ăn, nó gần như không có một cái ưu điểm, không có một cái nhược điểm gì hết. Đây là cái chia sẻ như vậy. Chỉ cần cho ăn đủ đủ no là nó đẻ. Như em chỉ cho ăn lúa gạo, thỉnh thoảng chỉ bổ sung những đầu cá đầu tôm thôi, nhưng mà nó vẫn đẻ liên tục, một ngày cho ăn 2 lần lúa gạo như vậy, bình quân mỗi con nó chỉ ăn tầm 101 đến 102 gram, 101 đến 102 gram thì nó rất là ít cả nha. Có nghĩa là 30 con như vậy mình cho ăn một ngày ấy, nó chỉ ăn tầm hơn 3 kg đến 3,5 kg thôi, chia cho 30 con 2 buổi, thì như cả nhà thấy giá trị kinh tế nó đem lại rất là cao. Còn tại sao những người chăn nuôi làm kinh tế họ không chọn những cái giống gà đấy mà lại chọn con gà siêu đẻ? Thì như em đã có chia sẻ, những giống gà đa dụng này nó là những cái giống gà hòn hai, nó chỉ phù hợp với kiếm thêm cái thu nhập như mình thôi, kiểu nhỏ nhỏ như vậy, vài chục con như vậy. Chứ còn khi người ta đã nuôi hàng trăm hàng ngàn con ấy, thì cái con gà siêu đẻ nó mới có lợi nhuận, bởi vì nó đẻ số lượng nhiều, người ta lấy cái số lượng người ta bù cho cái chất lượng. Còn mình ấy, mình nuôi nhỏ lẻ ít, tận dụng cái vườn ít thời gian chăm sóc, thì mình nên chọn cái giống gà này phù hợp. Vì thế cái giống gà tôm hùm hay cái giống gà Lương Phượng ấy, nó không phải là cái giống gà tốt nhất, nhưng mà nó là cái giống gà phù hợp nhất, phù hợp nhất cho những anh chị nào muốn chăn nuôi gà đẻ để kiếm thêm cái thu nhập, là cái nguồn thu thứ hai thứ ba trong gia đình. Chứ còn nếu mà làm kinh tế chính thì mình không nên, và cân nhắc kỹ. Vấn đề là như vậy. Thì ngoài ra cả nhà cũng biết rồi, cái cuộc sống bây giờ bà con người ta ưa chuộng cái thực phẩm chất lượng, mà cái thực phẩm chất lượng từ quả trứng thì mình thấy chỉ có những giống gà đa dục như thế này thôi. Cái con gà to mình cũng rất là tốt, nhưng mà thôi đừng nên chọn, bởi vì nó đẻ quá ít. Nó ăn cũng ngon ngửa với con gà đa dục, nhưng mà nó đẻ ít quá thì thành ra là cái lợi nhuận nó không cao vậy à. Thì đây là lý do mình chăn nuôi mà mình chọn cái con gà tôm hùm như vậy hơn 5 năm nay rồi. 5 năm nay mình vẫn trung thành với cái giống gà này,
và tương lai nữa mình cũng sẽ tiếp tục nuôi nó. Và dự định, cái này là dự định mình chia sẻ vui thôi, sắp tới mình sẽ nuôi tầm 100 con, 100% giống gà tâm hồn. Thì đây là cái chia sẻ nhỏ của mình như vậy đến tất cả những anh chị mình đang phân vân giữa cái việc chọn cái giống gà để nuôi, để trứng, để kiếm thêm cái thu nhập, mình nên chọn cái giống nào cho nó phù hợp. Thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây cả nhà.